Cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khoản 2, Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Quy định việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đối với loại đất thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà mà có nhu cầu bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Đối tượng điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư được quy định tại Nghị định số 95 năm 2024, áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Luật Nhà ở năm 2023 quy định, nhà ở phục vụ tái định cư là nhà để bố trí cho đối tượng thuộc trường hợp tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở, giải tỏa theo quy định của pháp luật. Nghị định số 95 năm 2024 hướng dẫn Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Quy định đối tượng thuộc diện bố trí nhà ở tái định cư bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình cá nhân bị nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại khoản 2, điều 59 Luật Nhà ở năm 2023. Hộ gia đình cá nhân là người đang thuê nhà ở thuộc tài sản công thuộc diện bị nhà nước thu hồi theo quy định, trừ trường hợp bị thu hồi do chiếm dụng nhà ở. Căn cứ khoản 2, điều 35 Nghị định số 95 năm 2024 của Chính phủ, điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư như sau. Trường hợp đối tượng 1 và 2 có nhu cầu mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư hoặc thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo mẫu số 01, phụ lục 5, ban hành kèm theo Nghị định số 95 năm 2024. Trường hợp đối tượng được tái định cư có nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội thì được bố trí thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4, điều 39, Nghị định số 95 năm 2024 và pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đối tượng trong trường hợp này phải không thuộc diện đã được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Trường hợp thuộc đối tượng 3 thì thực hiện bố trí nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Trường hợp thuộc đối tượng 4 thì phải thuộc diện đang sử dụng nhà ở theo quy định tại điều 62, Nghị định số 95 năm 2024 của Chính phủ. Theo điều 53 Luật Nhà ở năm 2023, nhà ở phục vụ tái định cư phải đảm bảo các yếu tố sau đây. Nhà ở phục vụ tái định cư phải đảm bảo yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án để bố trí tái định cư thì phải đảm bảo yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại điều 33 của luật này. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được thay đổi thiết kế, diện tích nhà ở và công trình phụ trợ nếu có phục vụ tái định cư sau khi phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt. Việc bàn giao nhà ở cho người được tái định cư thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, điều 37 Luật Nhà ở năm 2023. Tổ chức cá nhân sau đây chịu trách nhiệm về chất lượng của nhà ở phục vụ tái định cư. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư. Chủ đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở được bố trí để tái định cư. Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn. Theo Luật Đất đai năm 2024, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 sẽ phải áp dụng bảng giá đất mới sát với giá đất trên thị trường. Theo đó, bảng giá đất mới được ban hành lần đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, có giá trị 1 năm. Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành bảng giá đất mới và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 hàng năm. Bảng giá đất mới phải sát giá thị trường,
ban hành hàng năm để bắt kịp biến động của thị trường. Nếu xây dựng bảng giá đất mới không sát với giá thị trường sẽ gây ra tình trạng thất thoát ngân sách vì giá đất ở đây được áp dụng để tính nhiều khoản thu liên quan đến đất. Các cơ quan chuyên môn điều tra giá thị trường, xây dựng mức giá sau khi trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ký quyết định ban hành. Điều 257 Luật Đất đai năm 2024 quy định bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định trước đây được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, luật cũng quy định trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Như vậy, từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tỉnh thành nào chưa ban hành bảng giá mới thì vẫn áp dụng bảng giá cũ, nơi nào đã ban hành giá đất mới thì áp dụng theo giá đất mới. Trong trường hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng, nếu các tỉnh chưa xây dựng xong bảng giá đất mới, có thể áp dụng bảng giá đất cũ nhân với hệ số tính tiền bồi thường mà địa phương xây dựng. Nghị định số 101 của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2023 quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai đã được quy định cụ thể, các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cụ thể, nghị định quy định việc sử dụng đất phải đăng ký. Người trực tiếp đăng ký đất đai có thể là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất, người được giao đất để quản lý, người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông qua người đại diện. Các nội dung đăng ký đất đai, tài sản lần đầu gồm thông tin về người sử dụng đất, thửa đất và tài sản gắn liền với đất, các yêu cầu về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc quyền quản lý đất hoặc là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, gọi chung là giấy chứng nhận. Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại ba nơi, một bộ phận một cửa tại cấp tỉnh hoặc cấp huyện về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 2. Văn phòng đăng ký đất đai. 3. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Người dân, doanh nghiệp được chọn một trong 4 cách nộp hồ sơ. 1. Nộp trực tiếp tại cơ quan trên. 2. Nộp qua bưu điện. 3. Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. 4. Nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Khi nộp hồ sơ trực tiếp, các giấy tờ không buộc phải sao y chứng thực mà được quyền lựa chọn 3 cách. 1. Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu. 2. Nộp bản chính giấy tờ. 3. Nộp bản sao giấy tờ có chứng thực sao y. Nếu nộp hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao y có chứng thực. Đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp thì người đăng ký phải nộp bản gốc giấy chứng nhận. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 20 ngày làm việc. Sau khi hồ sơ đủ điều kiện thì thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 3 ngày làm việc. Trường hợp xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ thì thời gian giải quyết là trong 3 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì có thể giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất không quá 15 ngày làm việc. Thời gian giải quyết các thủ tục còn lại được thực hiện từ 5 đến 10 ngày làm việc. Thời gian giải quyết trên được tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, thống nhất.